Cô chào các bạn. Video này cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập 23, 24, 25 và các bài tập ôn tập trong trang 43, 44, 45 trong sách bài tập. Mình bắt đầu với bài tập số 23. Bài tập này yêu cầu bạn chụp ảnh màn hình. Mời cả lớp nhìn vào sách bài tập. Chúng ta thấy rằng trong bài tập này yêu cầu bạn chụp ảnh 3 dạng màn hình trên Word. Dạng thứ nhất là ảnh toàn bộ màn hình. Dạng thứ hai là ảnh của hình hộp thoại. Đó, dạng thứ ba là một phần của màn hình Word. Đây. Đây. Và gì ạ? Biểu tượng in văn bản. Tiếp theo là gì ạ? Hình ảnh một thanh thước. Đó, mời các bạn mời cho cô một văn bản mới và cùng làm theo. Trước khi hướng dẫn bạn làm, cô sẽ gì ạ? Có khuyên bạn một số các lời khuyên như sau. Lời khuyên thứ nhất, khi chụp ảnh màn hình, khi làm luận văn hay là làm tiểu luận gì đó thì bạn sẽ nên gì ạ? Chụp ảnh màn hình bằng cách sử dụng phần mềm Snagit và dùng version thấp nhất. Nếu bạn dùng version cao thì bạn sẽ phải mua bản quyền trong một thời gian rất ngắn. Ok, đó. Thế và lúc đi thi thì mình phải sử dụng pen để chụp màn hình. Tại sao phải sử dụng pen? Vì trên phòng máy tính là gì ạ? Phần mềm bất kỳ một máy tính nào khi cài đặt xong thì pen luôn có sẵn và mình là sinh viên mình chỉ được dùng như thế này thôi. Đó, dùng cái gì có sẵn mà không mất tiền. Đúng không ạ? Đó. Thế thì cô sẽ hướng dẫn bạn cách chụp màn hình giống như kiểu lúc đi thi. Ok. Với bài tập đầu tiên, câu hỏi đầu tiên đối với bài tập 23 là ảnh của màn hình Word. Bước 1 bạn sẽ gì ạ? Mở cho cô một gì ạ? Văn bản mới. Cô có thể share lại văn bản mới này phòng khi là gì ạ? Zoom bị out. Đó, mình khởi động màn hình văn bản, một màn hình mới, một văn bản mới. Sau đó gì ạ? Bước đầu tiên là gì ạ? Hiển thị màn hình cần chụp. Màn hình cần chụp ở đây là một văn bản mới. Sau đó bước thứ hai, bạn gì ạ? Nhấn phím print screen trên màn hình, trên bàn phím, phím print screen trên bàn phím. Sau đó phím print screen ở ngay bên góc trái màn hình và gần phím xóa trái. Đó. Và bạn quay trở về màn hình Word, màn hình bài thi của bạn. Giả sử cô đang làm ở đây. Đó, file này và việc tiếp theo là Ctrl V. Nhắc lại lần cuối cùng, bước thứ nhất về chụp ảnh cả màn hình. Bước thứ nhất là khởi động màn hình cần chụp. Bước thứ hai nhấn phím print screen trên bàn phím. Và bước thứ ba đặt con trỏ tại vị trí cần hiện ảnh màn hình. Giữ Ctrl nhấn V để dán. Đó là xong bước câu thứ nhất. Đây là hình ảnh màn hình của Word. Bây giờ nó là một picture. Vì vậy trên này sẽ có picture tool trên thanh ribbon. Đó. Tiếp theo là ảnh của một thanh thước hay là biểu tượng cắt dán print gì đó. Đó, đấy là gì ạ? Dạng bài thứ hai là ảnh. Mình check lại nhá. Dạng bài thứ hai là gì ạ? Ảnh của hình hộp thoại. Đó, dạng bài thứ hai, ảnh của hình hộp thoại. Giả sử ở đây yêu cầu bạn chụp hộp thoại FaceApp. Bước 1 là bạn phải hiển thị hộp thoại cần chụp. Chọn layout, chọn FaceApp để hiển thị hộp thoại cần chụp. Bước thứ nhất là như vậy. Bước thứ hai khác lúc nãy là không chụp toàn bộ màn hình nữa. Cách đó cũng được nhưng nó lâu. Sẽ làm cách thứ hai, đấy là gì ạ? Muốn chụp hình ảnh hộp thoại. Tóm lại, muốn chụp những hình gì đang chuyển động. Đang chuyển động nghĩa là gì? Đang hoạt động. Chuyển động tức là hoạt động đúng không? Đang hoạt động. Đang hoạt động nghĩa là gì ạ? Khi mình không không thoát khỏi hộp thoại này thì mình sẽ không thực hiện soạn thảo trên văn bản Word được. Đó. Thế thì chụp hình ảnh hộp thoại rất dễ. Giữ Alt nhấn phím Print Screen. Giữ phím Alt nhấn phím Print Screen để chụp. Giữ nhấn xong rồi nhấn Cancel để gì ạ? Thoát khỏi hộp thoại này. Sau đó bước tiếp theo là gì ạ? Ctrl V. Tóm lại muốn chụp hình hộp thoại, bước thứ nhất hiển thị hộp thoại cần chụp. Hiển thị hộp thoại cần chụp, giả sử cô muốn chụp hình hộp thoại tab, cô hiển thị hộp thoại này. Bước thứ hai giữ Alt nhấn phím Print Screen. Bước 3 cancel thoại. Bước thứ tư là con trỏ tại vị trí cần dán hộp thoại. Dán là xong. Đấy là ảnh một hộp thoại, bạn có thể căn chỉnh, căn cho nè, căn giữa, vân vân. Đó. Tiếp theo là gì ạ? Cô để zoom nhỏ màn hình cho bạn xem. Đó, đây là hình ảnh hộp thoại tab. Tiếp theo, giả sử bài ra yêu cầu bạn chụp ảnh thanh thước. Bước 1, hiển thị thanh thước. Đó, luôn luôn được hiển thị như thế này ở video 1 rồi.
Đó, hiển thị thanh thước thì hiển thị rồi, đúng không ạ? Bước thứ nhất, chụp toàn bộ màn hình chứa thanh thước, nhấn chụp toàn bộ màn hình Word, nhấn phím green screen trên màn hình để chụp chụp lưu vào clipboard của máy tính. Sau đó gì ạ? Bạn mở chương trình Paint, Start, chọn Paint, bạn có thể search Paint ở đây, gõ Paint. Đó, sau khi gì ạ? Biểu tượng của gì ạ? Ứng dụng này hiện lên, bạn kích chuột vào mở hộp thoại Paint. Chụp xong, nhấn phím Print Screen để chụp. Chụp xong gì ạ? Giữ Ctrl nhấn V để dán gì ạ? Ảnh màn hình vừa chụp vào đây. Đây là ảnh màn hình vừa chụp. Đó, bước tiếp theo là bạn sẽ gì ạ? Dùng Paint. Ở đây là gì ạ? Biểu tượng Select. Selection là chọn, bạn muốn chụp cắt ở đâu thì bạn chọn đó hoặc copy. Đầu tiên là phải chọn chọn thanh thước. Giả sử cô chọn chọn dở mình bị nhầm thì sẽ nhấn phím Escape để thoát ra khỏi. Và gì ạ? Lại có thể kích vào biểu tượng này để chọn lại. Hoặc đang nhìn thấy gì ạ? Xuất hiện con trỏ như thế này thì thôi. Đó, Select cô đang hướng dẫn bạn là gì ạ? Chọn thanh thước. Quét thanh thước cần chọn, bạn có thể Ctrl C hoặc Ctrl X đều được. Sau đó gì ạ? Quay trở về màn hình Word. Quay trở về màn hình Word. Quay trở về màn hình Word và gì ạ? Ctrl V để dán. Lúc nãy mình select sau đó gì ạ? Ctrl C hoặc Ctrl X tùy bạn thôi. Đó, và phóng to màn hình này. Đây là một cái ảnh có thể gì ạ? Enter cho nó tách ra và có thể chỉnh ảnh này cho đẹp hơn. Đấy là gì ạ? Picture Tool. Click vào Format, chọn gì ạ? Picture Border. Chọn màu đen hoặc cho muốn cho đẹp hơn. Picture Border độ đậm. Đó, ảnh, đây là ảnh một thanh thước. Tiếp theo giả sử bạn muốn gì ạ? Lấy ảnh của gì ạ? Biểu tượng nào đó thì có thể quay lại Paint, quay lại chương trình Paint ảnh vừa nãy. Đó, ở đây giả sử cô chụp cái cô lấy ảnh biểu tượng column này, cô kích vào đây và cô cũng chọn như thế này. Ctrl C. Sau đó quay về Word. Ctrl V dán. Đây là ảnh một dí. Và đây là một cái ảnh mình cũng có thể gì ạ? Chỉnh như một ảnh bình thường. Cho độ đậm lên. Giả sử lúc nãy mình chọn rồi. Picture border width độ đậm. Bạn phải nhanh nhạy, học là phải nhớ. Đấy là gì ạ? Chụp ảnh màn hình. Tuy nhiên bài này còn có, người ta còn yêu cầu vẽ thêm một cái hình xếp nhỏ bên cạnh và chú thích ở đây là gì? Giả sử mình nhìn lại bài tập. Đặt lề. Đúng ạ? Đó, đặt lề. Xếp hình xếp này. Quay lại bài làm của mình. Insert chọn shape. Vẽ hình như là bài ra yêu cầu. Thật sự ở đây, đúng ạ? Biểu tượng này. Click vào đây, vẽ. Biểu tượng nút màu vàng này, mình có thể gì ạ? Win vào đây. Đây là gì ạ? Đặt lề. Hoặc bạn có thể lùi lên. Kích chuột tại viền ngoài, di chuyển như một shape bình thường. Lại bấm vào biểu tượng màu vàng ở đây, kéo nhỏ xuống. Và thì khi vẽ xong hình thì nên gì ạ? Bỏ nền, chạm vào đây. Và không che hộp thoại này thì mình sẽ chọn gì ạ? Shape fill, no fill, không nền. Và ở đây gõ chữ vào là gì ạ? Đặt lề. Đặt lề, xong. Đó. Giả sử ở đây là đặt lề rồi và người ta còn yêu cầu bạn một chú thích nữa. Ở bên tay phải chẳng hạn, Ctrl E cho ra giữa, co nhỏ hình này lại, giữa ảnh ra ngoài, giả sử cho gọn lại, trông đẹp hơn. Đó. Tiếp theo bạn có thể gì ạ? Như là trang 43 tí nữa sẽ nhắc lại đúng không nhỉ? Và có thể cô không chữa bài lại bài này tương tự như bài này ở trang 43 đâu. Giữ Ctrl di chuột tại viền của hình, copy thêm một hình nữa và đưa hình này sang bên này. Đó, hình này sang bên này, sau đó lại gì ạ? Ảnh này bạn có thể co nhỏ lại sao cho những cái shape của bạn vừa mới vẽ không bị gì ạ? Tòi ra ngoài lề, nhớ là phải đặt trong lề. Đó, tất cả văn bản đều nằm trong lề. Kích chuột tại đây có gì ạ? Biểu tượng màu vàng ở đây, mình kích vào đây. Thật sự bạn ở đây, chỉ vào đây. Bạn viết cho cô chữ gì? Viết cho cô chữ gì? Con Z quay lại xem nào, nó bắn đi đâu rồi. Đó, bạn có thể co nhỏ lại, co nhỏ hình. Đó, và bạn gì ạ? Bắn lên đây, khi mình giật mình không biết là chạy đi đâu thì mình sẽ gì ạ? Ctrl Z quay lại. Và đây bạn có thể
gọi cho cô chữ hướng giấy. Hướng giấy đó, khi mình cảm thấy chữ hướng giấy trông hơi xấu có thể kéo to ra một xíu nữa, sao cho vẫn nằm trong lề là được đó. Và dịch chuyển lại, gần cảm thấy vẫn ra ngoài lề, cách cảm thấy vẫn ra ngoài lề thì con nhỏ lại. Ở đây là gì ạ? Trong lề rồi vẫn gì ạ? Vẫn bị tụt chữ xuống giữa can chôn, nhấn móc vuông giảm, móc vuông mở giảm một cỡ đó. Và bên này cũng vậy, sẽ chỉnh cho đẹp giống bên kia, đúng không ạ? Ở đây mình check ở đây là cỡ 12 thì bên này cũng để cỡ 12. Trông sẽ đẹp vì trong shape nó không phải như là trong trên màn hình kia mình đã để default là gì? 12 rồi. Tuy nhiên vẫn vậy kệ đúng không nhỉ? Đó. Hai hình này là giống nhau, chữ xoay lên trên. Nếu bạn gì ạ? Bạn xoay bạn phải chọn ở đây. Đấy là gì ạ? Biểu tượng màu vàng này để xoay chứ không chọn hình kiểu có gì ạ? Chọn hình ngược lại so với hình này bạn sẽ không gì ạ? Không điều chỉnh được hướng của chữ giống như thế này. Đó, copy vào hình sang và đổi. Đây, ở bấm vào biểu tượng màu vàng này mình có thể đảo nó xuống dưới, lên trên. Ok, đấy là xong bài 23. Mình sẽ sang bài 24. Mời cả lớp mở cho cô bài 24. Bài 24 cô chỉ hướng dẫn bạn thôi và sẽ không 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 làm cụ thể nữa. Ở đây Mary Chipmunk sau đó là gì ạ? Làm một cái ảnh ở bên cạnh, bạn có thể cho tạo bảng biểu có hai ô và để hai dòng chữ, đây là chữ nghệ thuật. Đó, và đây là một cái ảnh. Bạn cẩn thận, bạn có thể làm như vậy hoặc bạn có thể chèn chữ nghệ thuật ở bên này và co nhỏ, co ngắn lại, co ngắn chữ nghệ thuật lại vẫn cỡ to nhưng ngắn. Đó. Vừa phải và để ảnh bên cạnh. Và nhớ ảnh chọn square, bấm vào biểu tượng hình món neo của ảnh và chọn square. Và ở dưới này bạn soạn cho cô từ đầu chip mode cho đến gì ạ? End quiz. Đó, soạn hết từ đầu đến cuối như thế này. Và bước thứ nhất là soạn thảo, bước thứ hai là chèn drop kép, insert drop kép. Chiều cao là gì ạ? 3 dòng. Và tiếp theo bạn chèn ảnh, sau đó bấm vào biểu tượng hình mỏ neo của ảnh. Co nhỏ ảnh lại, bấm vào biểu tượng hình mỏ neo, sau đó là gì ạ? Chọn square và di chuyển ảnh đặt đúng vị trí mình muốn. Tiếp theo gì ạ? Enter xuống, khi soạn đến quiz thì bạn phải nhấn enter ít nhất một lần rồi. Và bước tiếp theo, sau khi chèn ảnh xong rồi, bạn có thể hoặc là bạn có thể soạn thảo hết trang này. Đó. Và gì ạ? Nhấn enter xuống một vài lần và gì ạ? Gõ dòng chữ thương mại quốc tế. Và gì ạ? Sau khi gõ trong dòng chữ thương mại quốc tế, bạn cũng phải nhấn enter một vài lần. Và tiếp theo soạn thảo văn bản ở đây, thương mại quốc tế là chữ nghệ thuật insert word art đúng không ạ? Và chỉnh tương tự như là gì? Bài số 5 và bài số 10. Đó, và đây phần tiếp theo là gì ạ? Hơi khó, bạn cẩn thận thì mới làm được bài này. Đó, thì cũng soạn thảo từ thương mại quốc tế cho đến gì ạ? Gần đây. Đó, soạn trên một đoạn thôi không cần nhiều đoạn, enter đến thập kỷ gần đây. Đến gần đây thì enter xuống ít nhất một vài lần. Và bước tiếp theo là gì ạ? Soạn thảo xong phần này, tật tật văn bản ở đây. Và tiếp theo là gì ạ? Insert layer chọn column và chia thành ba cột. Bước thứ nhất soạn thảo, bước thứ hai chia cột phần này. Và bước thứ ba chèn ảnh. Chèn ảnh xong rồi sẽ đặt con trỏ tại vị trí này và chèn chữ cái lớn. Tuy nhiên sau khi chèn chữ cái lớn xong rồi, thông thường chữ cái lớn sẽ nhảy lên đứng ở trên gần ảnh ở đây. Bạn kích chuột tại viền ngoài chữ cái lớn và gì ạ? Tại viền ngoài ở đây. Và kéo nó xuống phía dưới ở dưới này. Đó, cụ thể cũng sẽ chữa cho bạn bài số gì ạ? À, trang 44, 45 gì đó, tương tự bài này. Đó. Phần này bạn có thể gì ạ? Tạo footnote hoặc endnote đều được. Và nhớ là gì ạ? Chọn below text. Đó. Thế thôi. Đó, và chọn gì ạ? Chọn more column để có ba đường kẻ ở giữa đối với bài 24. Tương tự như vậy, bạn có thể làm trang 43, 44 và 45. Tí nữa có thời gian sẽ chữa cái phần đó. Đó. Và bây giờ mình sẽ quay sang bài 25, kỹ năng thuyết trình. Đó. Ở đây sử dụng check trên để làm bài 25. Bạn quay về văn bản mình đang làm, đúng không ạ? Cô có sẵn bài này rồi. Giả sử ở đây sử dụng check trên là gì? Bạn có thể làm việc theo nhóm. Khi bạn là tổ trưởng, bạn sẽ quản lý các tổ viên. Các tổ viên chỉ sử dụng check trên để chỉnh sửa văn bản thôi. Và bạn là tổ trưởng, bạn gom lại, sau đó bạn sẽ chấp nhận hoặc từ chối việc chỉnh sửa đó. Check trên là như vậy. Đó, ứng dụng trong việc làm việc theo nhóm. Muốn kích hoạt check trên, trước hết chọn thẻ review.
Và gì ạ? Chọn check trên. Chọn check trên ở đây. Khi không muốn chọn check trên nữa thì bạn sẽ lock check trên. Chọn check trên. Chọn ở đây. Giả sử cô muốn gì ạ? Đóng góp một phần. Cô muốn sửa một bạn nào đó trong nhóm. Đúng ạ? Bạn là quản lý. Bạn sẽ cho các nhóm viên là sửa. Giả sử cô là người gì ạ? Một thành viên trong nhóm. Cô bỏ số 1 ở đây. Và viết thành chữ 1. Cô xóa số 1. Giả sử xóa bình thường cũng được. Xóa số 1 và viết thành chữ 1. Gõ thành 1. Đó. Khi bạn xóa ở đây, bạn có thể thấy hình ảnh gạch xóa ở đây. Hoặc là bạn có thể hiện lên, nhìn thấy hiện lên ở gì ạ? Cô hiện lên một vạch ở bên dưới trái. Đó, cô đã xóa 1 và viết thành 1. Rồi, tiếp theo là gì ạ? Cô muốn gì ạ? Bạn sẽ dễ dàng truyền tải được được tư tưởng, đúng không? Thêm chữ tư vào đây, cô gõ dấu cách, sau đó cô sẽ gõ chữ tư vào đây. Rồi, tiếp theo là gì ạ? Cô muốn bỏ số 1 này đi và không làm gì cả, chỉ xóa thôi. Đó. Thế thì khi mà gì ạ? Bạn là nhóm trường chẳng hạn, bạn sẽ nhận lại văn bản này từ cô và bạn có chấp nhận chỉnh sửa này hay không? Giả sử bạn kích tại đây và bạn có thể gì ạ? Accept là chấp nhận, giả sử chấp nhận và chuyển tiếp. Đó. Chấp nhận việc xóa này. Đây cô đang làm trong bản bài này, giả sử từ chối thì thay đổi. Đó. Giả sử chấp nhận. Giả sử ở đây cô chấp nhận. Đó. Để xem. Và chuyển sang văn bản khác. Tuy nhiên là cô đang trình bày văn bản này thì cô không 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 thao tác được. Bạn cứ làm như cô. Giả sử bạn là một một nhóm trong thành viên đó thì bạn có thể xóa đi và bạn gõ chữ mới hoặc bạn xóa hẳn thì check trên sẽ hiện lên. Sau đó gì ạ? À, bạn mở vào một phiên làm việc khác hoặc một máy tính khác thì bạn sẽ gì? Có thể gì ạ? À, ấn vào đây để chấp nhận hoặc từ chối, dễ thôi mà. Không cần không nói nhiều bài này nhá. Ok, mình sẽ chuyển sang trang 43 đi. Kích hoạt check trên là chọn review và check trên. Mình sang bài tập trang 43, bài ôn tập đi. Tất cả những câu hỏi ở đây thì bạn gì ạ? À? Về nhà tự làm. Bài tập ôn tập ở đây, bài tập tự kiểm tra ở đây. Đó, check lại màn hình xe cái không lại. Ok, đó. Ở đây, trường đại học ngoại thương Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bạn sẽ tạo bảng biểu có hai ô. Và dưới này là gì ạ? Insert shape để tạo đường kẻ. Giấy báo điểm tương tự như Acer Việt Nam giới thiệu gói bảo hành vàng. Không cần phải làm nữa. Cô chỉ chữa bạn phần tab ở đây. Bạn oánh hết phần chữ cho cô. Ở đây là tab ngoài văn bản. Phần này là tab trong bảng. Đó. Oánh hết phần chữ cho cô. Kính gửi anh chị ngày sinh nơi sinh. Quay lại văn bản của mình. Giả sử xuống dưới này. Đó. Kính gửi anh chị. Khi không muốn kích hoạt check trên nữa thì bạn sẽ kích vào đây và lock check trên. Khóa vào. Đòi mật khẩu. Đúng không? Không khóa. Ok. Rồi. Tiếp theo là gì ạ? Sẽ soạn giả sử kính gửi anh chị. Kính gửi. Hai chấm. Enter xuống. Tiếp theo là gì ạ? Giả sử cô gõ nhanh cái gì đây? Hai chấm cách sao lại gõ? Đây viết viết chữ hoa nhá. Enter xuống. Gõ cách gõ hai chấm gì đấy, hai chấm cách sau đó chữ hoa, gõ được không ạ? Đó, soạn thảo như vậy bạn tách hẳn mỗi bài sang một trang mới thì không 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 bị bỏ được cái nhỉ. Thử à, kích vào đây nào, kích vào đây thì đây là hết check trên. Ok, kích vào đây hết check trên nha, xóa check trên đấy. Ở đây lock được khóa không có chức năng này, còn đây là mình không hiển thị chế độ check trên. Bạn nhớ là không hiển thị chế độ check trên. Ok. Rồi. Đây đang nhỡ thôi bỏ qua, đúng không? Không quan tâm. Đây đang để check trên thế thế. Không sao. Đó. Thế thì quay lại form của bài 25. Quay lại form của bài 25 là như thế này, đúng không ạ? Mình sẽ tạo tab ở đây. Bước 1 muốn tạo tab thì bước đầu tiên là soạn thảo, đúng không ạ? Bước đầu tiên soạn thảo mình sẽ soạn như thế này rồi. Bước thứ hai bôi đen nó, bôi đen. Khi soạn thông văn bản phải nhấn Enter ít nhất một lần. Đó.
Bước thứ nhất soạn thảo, bước thứ hai bôi đen, kích hoạt hộp thoại tab có hai cách đúng không? Home paragraph chọn tab hoặc kích chuột tại mép là trên thước đúng không ạ? Chọn tab. Và chọn clear bỏ hết những tab không cần thiết. Bước thứ nhất nhập điểm dừng cho tab. Tab thứ nhất là gì ạ? Ở giữa màn hình. Ở giữa màn hình, ở đây thì mình sẽ để 8. Chọn dấu chấm, chọn set để thiết lập nó và chọn tab left là kiểu danh lề cho chữ sau dấu tab. Chọn left hướng dẫn nhanh vì là đã làm các bài 8 và 9 ở trước rồi. Chọn set, sau đó gì ạ? Dấu chấm sẽ dừng ở sát lề phải. Cô nhìn thấy thước của cô là 16. Sát lề phải của cô là 16. Cô ở ngoài lề phải nên chọn tab right. Bắt buộc phải chọn như vậy. Chọn dấu hàng 2 và chọn set. Vì chọn tab right để khi mình gì ạ? Chữ canh lề, đây là gì ạ? Kiểu canh lề cho chữ sau dấu tab mà. Sau dấu tab bạn gõ thì chữ sẽ đùn vào trong lề chứ nếu không sẽ ra ngoài lề. Ok, rồi chọn set, bạn hiểu sâu sắc nha. Ok, và cách sử dụng nhấn tab trên bàn phím. Đó, tiếp theo ở đây nhấn tab một lần ra đây. Kích chuột tại đây, nhấn tab. Bạn phải tạo tab ngắn trước, tab dài sau. Nếu không bạn sẽ dính trường là gì ạ? Quay lên một vòng luẩn quẩn đấy. Đó. Và cô muốn xóa tab này, kích chuột tại chỗ hở và vị trí hở kéo tab xuống khỏi thước là xong. Xóa đi một dòng, có thể bị lỗi như vậy thì mình sẽ xóa đi cái dòng này. Ok, đó. Bạn có thể gì ạ? Tua lại phần này để xem lại. Cách xóa tab, kích chuột tại vị trí cần xóa, giữ và kéo trên thước, kéo xuống khỏi thước, kéo xuống dưới khỏi thước, sau đó xóa dòng trống đi. Bình thường sẽ không bị như vậy đâu, thỉnh thoảng nó mới bị lỗi, đúng không? Ok, đó, và bây giờ mình sẽ chỉnh cho chữ kính kính gửi vào trong. Bật kích chuột tại gì ạ? Phốt line đen, chỉnh đầu đoạn. Giả sử vào đây, Ctrl B. Đó, xong. Tiếp tục ở dưới, ở đây mình bỏ chế độ check trên rồi. Lock là khóa check trên nhá. Đúng, cô làm đến giờ này vẫn bị nhầm đấy. Không phải bạn đâu, vì vậy cần phải luyện tập nhiều. Đúng ạ, đó. Tiếp theo mình sẽ sang gì ạ? Phần tạo tab ở dưới, ở đây. Ở đây bảng biểu có 3 ô, tạo tab trong bảng, bảng biểu có 3 ô. Bạn sẽ gì? Tạo bảng biểu có 3 ô. Insert, chọn table. Tạo bảng biểu có 3 ô. À, ở đây nhầm đúng không? Có hai dòng và nếu muốn thêm một dòng dưới thì nhấn phím tab. Kích chuột tại ô cuối cùng, ô số 3 ở đây nhấn tab. Và bạn gõ ở đây là toán. Sau đó nhấn tab, sang đây là văn. Nhấn phím tab, ngoại ngữ. Đó, canh giữa ô, Ctrl E, Ctrl B, ở đây tạo tab, kích chuột tại một ô bất kỳ. Ở đây chiều dài dấu tab, ba ô bằng nhau. Ở đây thước là gì ạ? 16, mình chia 3 là khoảng 5,5 đấy. Đó, tạo tab, home, paragraph, chọn tab, mở thoại tab. Sau đó là gì ạ? À, chọn clear để bỏ hết những tab không cần thiết. Nhớ luôn luôn phải chọn clear, xóa hết. Nhập điểm dừng cho tab ở đây cô nhập gọn thôi là 5. Thật sự cô nhập 5. Đó. Không nhập lẻ. Nhập gọn sau đó mình chỉnh dễ hơn. Chọn gì ạ? Kiểu left right đều được vì không có chữ ở đằng sau dấu tab. Chọn số 2, chọn set, chọn số 2, chọn set để thiết lập nó. Cách sử dụng trong gì ạ? Tab trong bảng giữ phím Ctrl nhấn tab. Ở đây ba ô bằng nhau. Thật sự bạn nhỡ làm là không phải là 5 mà là 4, ngắn như vậy. Có thể kích chuột tại tab ở đây và gì ạ? Kéo thẳng xuống. Ở đây bạn có thể làm 3 ô 3 lần tab chứ không sử dụng lại được. Muốn sử dụng lại kích chuột tại ô bấm vào chổi quét. Quét lên đây sau đó giữ Ctrl nhấn tab. Nhưng cô sẽ không làm cách này và làm nhanh cách nhanh nhất là gì ạ? Ctrl Z quay lại. Cách nhanh nhất là gì ạ? Đã tạo được một ô rồi. Bôi đen ô kích chuột tại lề trái của ô, Ctrl C. Bôi đen hai ô. Sau đó gì ạ? Ctrl V. Thế là xong. Đó. Tạo tab trong bảng, bạn nên sử dụng Ctrl C, Ctrl V. Chỉ tạo một ô ngắn nhất thôi, sau đó copy sang các ô còn lại và gì? Điều chỉnh độ dài. Ok, đúng không ạ? Đó. Sẽ xong phần đầu tiên của trang 43. Tiếp tục ở phần này. Phần cuối ở đây, Hà Nội ngày tháng. Nguyên tắc là bạn soạn thảo hết phần chữ, sau đó mới làm, đúng không? Soạn thảo thô văn bản ở đây, trình bày bảng, sau đó mới chèn thêm. Chèn thêm cái gì mới chèn thêm sau, đúng không? Đó, ở phần này thì dễ rồi, mình không làm nữa, đúng không ạ? Bôi soạn thảo ngay sát mép lề trái, sau đó Ctrl E, rồi là Ctrl B, Ctrl Y gì đó đậm lên, nhấn phím tab để lùi sang bên phải lề thế thôi. Hoặc sử dụng biểu tượng Ingrid hoặc Degree đen như ở đây. Đó. Tiếp theo là gì ạ?
soạn bài dưới này. Ở đây tương tự như là gì ạ? Tương tự như bài như câu ở dưới này. Đó, nhưng nó khác, giống thực ra bài này giống bài số số 3. Vì vậy ở đây giả sử cô sẽ ôn lại cho bạn, ở đây bạn sẽ chọn một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn. Ở đây có 6 đoạn văn bản tất cả và các thời điểm là 7 đoạn. Soạn thảo 7 đoạn văn bản. Xuất hiện đoạn văn bản ngẫu nhiên này. Đó. Enter xuống. Enter xuống một lần. Run. 7,1. 7 đoạn văn bản có một câu. Đã quen rồi đúng không? Có thể thử nhanh hoặc bạn có thể soạn giống hệt luôn. 7 đoạn văn bản, mỗi đoạn có một câu. Và ở đây bắt đầu chỉnh sửa. Khi kết thúc đoạn văn bản, bạn nhìn thấy văn bản mẫu rồi. Kết thúc đoạn văn bản cần gì? Cần soạn thảo đúng không? Phải nhấn Enter ít nhất một lần. Đó. Giả sử cô nhấn Enter ít nhất một lần. Đây là lúc nãy cô Ctrl Enter nhầm, Enter nhầm Ctrl Enter để ngắt trang thôi. Đó, soạn xong văn bản bạn nhấn Enter ít nhất một dòng. Và bôi đen toàn bộ. Sau đó gì ạ? Check lại văn bản bài thi đã, bài làm đã. À, 1, A, I. Tất cả đều có móc ở đằng sau. Đúng không ạ? Đó. Dấu đóng ngoặc ở đằng sau. Chọn home. Nhớ bài số 3 không? Giống, giống bài số 3 đó. Mình chọn kiểu này. Ở đây có sẵn rồi lấy. Đó. Nếu không sẽ chọn kiểu này. Hoặc kiểu này sửa cũng được. Giả sử kiểu này luôn luôn có. Mình sẽ chọn. Chọn như thế này và tiếp theo là gì ạ? Sẽ gì ạ? Chọn Define New. Chọn Define New ở Multi Level hoặc là gì ở đây cũng được mà, không sao. Level 1. Kích vào đây. Thường là chọn Multi Level đầu rồi thì sau mình cũng định nghĩa ở trong khung này, đúng không? Cho rất chuẩn. Level 1, chọn ở đây. Level 1 của mình là gì? Không có dấu chấm hay là có? Quay lại bài nhá. Một mở ngoặc không có dấu chấm đúng không? Một mở ngoặc không có dấu chấm. Quay lên. Một mở ngoặc không có chấm. Bỏ dấu chấm, gõ mở ngoặc, số 1 vẫn giữ nguyên, không xóa số 1 nha. Số 1 vẫn giữ nguyên, không xóa số 1. Tiếp theo là gì ạ? Align us so với lề là 0,63. Mình nhớ là gì ạ? Bài của mình là sát lề, gõ 0. Và gì ạ? Check indent khoảng cách cái này để 0,5 cho cô. Đó, nhớ là gì ạ? Khoảng cách giữa number ring so với lề là bám sát lề ở biểu tượng đầu tiên. Biểu tượng thứ hai là gì? Check indent là 0,5. Lưu ý thứ hai là gì ạ? Khoảng cách giữa giữa number ring so với lề là 0,5. Number ring so với chữ, so với văn bản đấy. Ok, tiếp tục level 2 của mình là A, đúng rồi. Thế bỏ chấm và gõ mở ngoặc. Rồi, tiếp theo level 3. Nhầm, đúng không? Text indent khoảng cách so với text như thế này để 0,5 giống nhau cho nó đẹp. Tiếp tục khoảng cách so với lề là 1,9. Giả sử mình cứ thử tí nữa mình sẽ tính tiếp, đúng không ạ? 1,9 có vẻ hơi dài, đúng không? Một thôi. Tiếp tục ở đây, level 3. Một cũng hơi dài, một so với hai là hơi dài ấy. Đây là mình check lại đi. Level 2 để 0,5 đi. 0,5. Cách level 1, cách lề là 0,5. Rồi, tiếp theo bạn sẽ gì ạ? Level 3. Level 3 thì là Y. Ở đây gì ạ? Text indent để 0,5 đều giống nhau. Khoảng cách giữa number ring so với text. Và đây là khoảng cách giữa number ring so với lề. Lúc nãy 0,5 rồi, bây giờ level 3 thụt so với level 1 thì bạn nên để thụt 1 thôi. Nhìn. Đó, 1 cm như A lúc nãy level 2 cũng 1 à. Level 2 để 0,5. Đó dịch vào rồi. Level 3 là 1 sao nó vẫn bằng nhau nhỉ? Ok. Nhìn biểu diễn thế này thôi nhưng tí nó check thì để mình check xong là có gì mình quay lại. Thử luôn. Tab một lần, tab hai lần. Đó, có lùi vào rồi, 1 rồi. Có thể sẽ gì? Ctrl Z quay lại. Tăng lên 1,2 đi. Ok. Nắm chắc ở đây. Đây là gì ạ? Khoảng cách so với lề level 3, level 3 so với lề vẫn gần level 2 quá. Vậy sẽ để cho cô là 1.5 1.3. Đó, ok.
sẽ nâng mức level theo bài ra. 1 AB sau đó Y. 1 hai dòng tiếp theo là AB, tiếp theo là Y. Y. Check xem mình có bị thừa ở đâu không. Ba một ABI hai thôi, thừa một dòng dưới không sao, thừa dòng dưới mình xóa nó đi, ok được không ạ? Đấy, à khoảng cách giữa Y so với number ring vẫn rộng rồi này, check lại nhá. Define new, đó Y là level 3, tích level 3 đấy, tích indent là 0,5, tích indent vẫn 0,5 mà. Tôi không sao, bị lỗi gì đó mình có thể chỉnh trực tiếp ở đây. Giả sử cô bỏ paragraph mark. Ở đen hai dòng. Ở đây tech indent vẫn dài. Có thể kéo lại như thế này được mà. Giữ và kéo trên thước. Đó. Rồi, có thể kích trực tiếp ở đây và kéo chỉnh. Đó, nhá. Kích trực tiếp ở đây. Sau đó gì ạ? Nhìn cái tab ở trên thước này. Đó. Đó. Muốn dòng trên giống dòng dưới nhấn F4, kéo xong nhấn phím F4, kích chuột nhấn F4. Rồi, mình quay lại câu nữa của phần bài tập này. Tiếp theo là gì ạ? Bài này chữa rồi, đúng ạ? Trong video thứ hai sao ấy, đúng không? Không cần phải chữa nữa nhé. Rồi, tiếp tục sang đây, đăng ký học phần ra sao? Chữ cái lớn. Cô hướng dẫn bạn bài này. Sau đó vẽ đồ thị. Đó. Nào, bài này bạn sẽ soạn thảo. Ở đây là một đoạn và dưới này một đoạn và có 5 câu. Mình có thể Ctrl Enter sang trang khác. Thứ nhất, đoạn đầu tiên để tạo chữ nghệ thuật. Một đoạn có một câu. Enter. Bằng tiếp. Một đoạn có 5 câu. Rồi. Tạo chữ nghệ thuật. Khoảng cách nên rách rời dòng dòng chữ nghệ thuật insert word art. Tiếp theo là gì ạ? Take effect để chỉnh gì á, phông chữ, kiểu chữ. Giả sử kiểu như thế này, giữ control móc vuông đóng, móc vuông mở, giảm cỡ chữ. Xong phần trên. Tiếp theo phần dưới, bạn sẽ chia cột trước. Bài này chia cột, chia làm mấy cột? Nhìn lại bài tập, chia làm 3 cột. Chia làm 3 cột và gì ạ? À? Chia làm 3 cột và có chữ cái lớn, sau đó lại có ảnh. Chia 3 cột, chia cột. Bước đen phần văn bản cần chia cột. Bạn nhớ là gì ạ? À? Kết thúc phần văn bản cần chia cột, phải nhấn Enter ít nhất một dòng. Ở đây không nhìn thấy, đây là vì có nút cắt trang, mình cứ Enter. Sau đó là gì? Bôi đen và mới chia cột. Layout column, chọn More column. Muốn có đường kẻ như vậy, chọn 3 cột, Line Between. Ok. Sau đó gì ạ? Bạn sẽ chèn ảnh trước và tạo chữ cái lớn sau. Insert chọn picture. Phải làm lần lượt theo thứ tự soạn thảo văn bản. Thứ nhất, thứ hai chia cột, thứ ba chèn ảnh. Insert chọn picture. Co nhỏ ảnh lại. Và chọn square. Tiếp theo là gì ạ? Tạo chữ cái lớn. Check lại bài tập. Chữ cái lớn ở đây. Đó, chữ cái lớn ở ngay cạnh. Cẩn thận. Chữ cái lớn ở bên cạnh. Kích chuột tại đoạn cần tạo chữ cái lớn, insert drop cap. Chữ cái lớn ở đây một chữ không cần phải bôi đen, nhiều chữ mới cần phải bôi đen nó, nhiều một từ mới cần phải bôi đen nó. Chọn kiểu trong lề, line to drop ở đây là hai dòng, ok. Và chữ cái lớn đang bị dính ở đây rồi, mình thấy kích chuột tại nó, kéo nó ra ngoài, thả ở đây. Đó, đấy là xong chữ cái lớn. Khi bạn bạn tua lại phần này, là chữ cái lớn của cô đang ở đây. Cô nhớ là khi chèn xong nó bắn vào đây luôn, là kích chuột tại viền ngoài kéo nó sang đây. Thả. Rồi, nhớ là chỉnh khoảng cách chữ cái lớn so với mặc định là không để này cho đẹp. Rồi, tiếp theo. Chèn rồi. Chèn ảnh chữ cái lớn rồi, xong rồi. Bảng biểu đồ thị và chú thích. Đó. Soạn thảo bảng biểu này. Cách soạn thảo bảng biểu này cô không chữa nữa. Đó, giả sử cô có sẵn bảng biểu. Cô có sẵn bảng biểu ở trên hay ở dưới gì đó.
Đây, đó, có sẵn bảng biểu ở đây. Bắt đầu hướng dẫn bạn vẽ đồ thị. Chọn Home, sau đó bỏ Paragraph Mark đi. Vẽ đồ thị đối với xí nghiệp 1. Check lại bài. Đọc kỹ đề. Vẽ biểu đồ so sánh trình độ xí nghiệp 1 như sau. Soạn thảo luôn dòng này. Đó. Và ở đây, đây chính là gì ạ? Footnote hoặc endnote. Mình chưa có, sẽ xóa nó đi. Cô xóa đi. Bắt đầu vẽ đồ thị đối với xí nghiệp 1. Vẽ đồ thị trong Word, insert chọn gì ạ? Chart. Insert chart và gì ạ? Chọn kiểu đồ thị mình muốn là hình tròn. Cụ thể hình tròn mảnh mỏng thế này. Ok. Đó. Chèn đồ thị. Bước 1 là như vậy. Bước thứ hai bạn cứ bình tĩnh chờ, đúng không ạ? Bước thứ hai nhập đồ thị, nhập dữ liệu từ Word sang Excel. Nhìn đồ, dữ liệu của Word ở đâu? Phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Ctrl C. Dán luôn ở Excel. Bảng trong Word như thế nào phải đưa sang Excel giống hệt như vậy. Xí nghiệp 1 ở đây. Cô đen dòng này. Ctrl C. Tội các bạn là không đọc kỹ bài và cũng không xem kỹ. Cô hướng dẫn. Copy xong rồi, bước tiếp theo nhanh nhất là gì ạ? Mình kích chuột tại viền ở đây. Kích chuột tại cái vết này. Bạn thấy giữ và di chuột trái kéo lên để co lại đúng dữ liệu của mình. Sau đó chọn OK. Và việc tiếp theo là gì ạ? Trong hình tròn thường phải switch row and column. Vì đồ thị mẫu dữ liệu khác đồ thị dữ liệu của mình. Đồ thị gì ạ? Đồ thị mẫu là các cái phổ thông trung cấp đại học này nằm trên các dòng. Còn mình đây là nằm trên các cột. Lập tức mình phải làm gì? Phải làm gì ạ? Khi mình co nhỏ đồ thị lại thì nhảy lên trang trên không phải sợ. Và chọn switch row and column. Kích chuột tại đồ thị, chọn Design hoặc nháy chuột phải tại đồ thị, chọn Select Data. Design, chọn Select Data. Tiếp theo, chờ một xíu. Đó. Đó. Thế ở đây hình ảnh đang được zoom lên như thế này. À, cái video trước nhìn đoạn này nó hơi mờ. Không biết là bây giờ có bị mờ không? À, chọn ở đây. Ở đây nhìn màn hình rung rung của cô đang nhìn thấy ở đây thì gì ạ? Cô sẽ kéo ra chỗ khác rồi. Vẫn bị đen, không biết là có bị đen không. Đó, thế thì đang rung như thế này thì chứng tỏ là gì ạ? Khi bạn chọn mở cửa sổ Switch Row and Column lập tức là gì ạ? Có những cái chấm dấu trừ sẽ chạy xung quanh dữ liệu của bạn, chứng tỏ Excel đang giới thiệu hướng dẫn bạn là gì ạ? Dữ liệu như này đã đúng hay chưa? Mời bạn check lại. Nếu chưa đúng bạn sẽ gõ dấu bằng ở ở mục gì ạ? Data Range, gõ dấu bằng, xóa hết phần Data Range, gõ dấu bằng, sau đó select, quét những gì ạ? Những phần dữ liệu mình muốn. Quét phần dữ liệu mình muốn. Và bước ở này, bước này phải chọn Switch Row and Column. Để gì ạ? Đổi dòng, đổi cột. Chọn Switch Row and Column xong rồi, nhớ phải chọn OK. Chọn Switch Row and Column, sau đó chọn OK. Cô có thể ấn hơi nhanh. Cô đang cố tình video này cho nó chuẩn hơn các video vẽ đồ thị lần trước, nhưng hay vợ, nhưng chắc là không được. Đó, mạng không bắt được kịp. Đó, thế gì chọn switch rồi column xong rồi, chọn OK. Đó, đồ được sẽ được đồ thị như mình muốn và đóng phần gì ạ? Chat in Microsoft Word lại. Đóng Excel lại. Và tiếp theo bạn sẽ gì ạ? Chỉnh các phần chú thích này cho giống. Nhấn chuột phải tại chú thích và chọn gì? Format Legend, sau đó chọn Right và chỉnh lại gì ạ? Kích chuột tại nhấn chuột phải ở đây và chọn Outline và chọn màu đen. Sau đó gì ạ? Save Outline, bạn có thể chọn độ đậm, đậm hơn để vòng xung quanh chú thích. Và muốn điền dữ liệu vào đồ thị, kích chuột tại đồ thị. Chọn gì ạ? Design, Add Chart Element và chọn Data Label. Ở đây là gì ạ? Nếu bạn chọn như thế này, sẽ hiện dữ liệu thôi, hiện dữ liệu đồ thị. Nhưng nếu bạn muốn chọn phần trăm, bạn phải chọn More Data Label. Và chọn tiếp cho cô hình, đây là gì ạ? Text Option và chọn Label Option. Chọn Percent bỏ Value. Cả value cả percent thì nó hiện lên thế này, bỏ value. Tội của các bạn là không nhìn kỹ. Chọn outside là ở ngoài. Ok, đấy đã xong đồ thị. Đồ thị giống ảnh có thể co nhỏ lại, vân vân và có thể chỉnh sửa bất kỳ một gì thành phần nào ở trên đồ thị. Muốn sửa bất kỳ một thành phần nào ở trên đồ thị, bạn có thể gì ạ? À, gì ạ? Nhấn chuột phải tại chính nó để làm. Ở đây tiếp theo là gì ạ? Check lại bài tập. Bài tập ở đây người ta còn yêu cầu bạn là gì ạ? Tạo một chú thích như thế này, nhìn chú thích đây, đây là chú thích không phải chỉ số trên dưới, phải nhìn bao quát trang đề thi nhá. Đó, chú thích ở đây, thế chú thích nằm ở dưới phần này, ở dưới ngay dưới chân trang. Đó, quay lại bài tập của mình sẽ tạo chú thích ngay dưới chân trang.
Kích chuột tại vị trí cần tạo chú thích, chọn reference và gì ạ? Footnote. Sau đó gì ạ? Giả sử chọn footnote, ở đây bắt buộc phải chọn footnote. Sau đó chọn bottom of page, bottom of page là gì ạ? Chú thích nằm ở dưới trang insert. Vào ảnh chú thích vào. Đây là gì ạ? Đây là đồ thị. Đây là biểu đồ. Biểu đồ hay đồ thị? Biểu đồ. Xí nghiệp 1. Ok, vào trong chú thích, ấn chuột lên ngoài màn hình Word, Ctrl S lưu bài. Check lại trang 43, 44, 45 còn bài nào chưa làm được. Ở đây sử dụng Smart Art ở đây thì cái bài này giống hệt như là gì? Giống hệt như bài vẽ hình bài 16, bài 14, 15 rồi, không cần phải chữa nữa. Nào quay sang đây. Ở đây chủ yếu là chụp hình hộp thoại giống hệt bài 23. Ở đây vẽ hai hình giống nhau, vẽ một hình sau đó gì ạ? Set này cỡ chữ. Chỉ cần insert set vẽ cỡ chữ, sau đó gì ạ? Vẽ và viết cỡ chữ. Sau đó gì ạ? Copy sang và sửa cỡ chữ thành phông chữ và quay quay ngược cái đỉnh màu vàng của cái này vào đây. Ok, ở đây đang chụp ảnh màn hình. Công thức sau, đây công thức toán này có mẫu sẵn và cô hướng dẫn bạn trộn file. Bước 1 để làm bài trộn file. Đầu tiên bạn sẽ phải gì ạ? Soạn file đề thi. File đề thi ở đây là bao gồm tân tật như ở đây. Tân tật bài này. Đó. Vẽ hình ở dưới, vẽ hình shape, bạn có thể sử dụng shape để vẽ không cần phải nữa. Mở văn bản mới. Đó, cô sẽ share lại văn bản mới này cho bạn xem. Và cô dán văn bản mình cần. Đi thi bạn sẽ soạn, đầu tiên là soạn thảo file đề thi. Giả sử bạn đặt file này là file đề thi. File chọn Save As hoặc nhấn phím F12. Cô đặt file này có tên là đề thi. Tên thư mục và tên tệp không nên đặt có dấu. Đề thi chọn Save. Giả sử bạn soạn thứ nhất là file đề thi. File đề thi là gì ạ? Toàn bộ tờ bài thi mà bạn giám thị phát cho bạn. Bạn soạn thảo từ đầu đến cuối không bỏ sót từ nào. Và Insert Header and Footer để tạo. Ở đây tiết kiệm giấy nên bài thi trình bày như thế này. Đi thi bạn sẽ trình bày như thế này. Hai bảng này dính sát với nhau. Cụ thể ở đây cô sẽ soạn bảng cho bạn. Giả sử file file 1 như thế. Ở đây là file 3. File 3 ở đây. Giả sử cô soạn lại file 3 cho bạn nhé. File 1 đây là file 2. Ở đây cô soạn lại file 2 cho bạn. Đi thi bạn sẽ soạn file 2 như thế này. File 2 là insert. Chọn table bảng biểu có 4 ô. Gõ cho cô họ tên địa chỉ. Họ tên 2 chấm, enter, địa chỉ, 2 chấm, enter. Ở đây đơn giản hơn nhiều so với bài 21 là bài tạo nhãn thẻ để thẻ sinh viên, đúng không ạ? Soạn văn bản mẫu đơn giản như thế này thôi. Khi soạn một ô rồi, Ctrl C, bôi đen ô, Ctrl C, kích chuột giải dấu cộng, Ctrl V để dán, để đủ văn bản mẫu. Bước đầu tiên soạn thảo văn bản mẫu, mình sẽ xóa hết những văn bản này đi. À, khi soạn thảo xong thì mới tách rời các ô này ra giống mẫu. Còn bình thường thì trộn văn bản trên một bảng, trộn văn bản trên một bảng, xóa hết. Đó, đây là file 2 và đây là file 3. Cô hướng dẫn bạn làm hai bài này. Ở đây con nhỏ bảng lại thôi, không vấn đề gì. Đó, ở đây là văn bản danh sách, file 1 văn bản danh sách, file 2, file 3. Bước đầu tiên soạn thảo file đề thi, file này là file đề thi. Khi trộn văn bản, bước 1 soạn thảo file đề thi. Bước 2 mở văn bản mới. Bước 2 gì ạ? Copy danh sách đã. Hơi nhầm. Kích chuột tại dấu cộng để copy văn bản danh sách. Ctrl C mở văn bản mới. Mở văn bản mới. Ctrl V dán file danh sách vào. Đó, sau đó nhấn phím F12. Máy tính cô bị lỗi F12 không nhấn được. File chọn Save As. Để lưu file danh sách vào. Đặt tên nó là danh sách, cô chưa đặt tên, đặt tên là số thứ tự, đúng không ạ, danh sách. Còn đóng file danh sách này lại, không quan tâm nữa. Tiếp theo bạn thấy gì ạ, quay về màn hình, đang file đề thi. Quay về màn hình file đề thi. Ở đây, tiếp theo, bước tiếp theo là gì ạ, copy văn bản mẫu. Giả sử cô sẽ hướng dẫn bạn trộn file này. Ctrl C, Ctrl N mở văn bản mới, Ctrl V có thể xe lại file này không lỡ bị nhầm. Sợ nhầm. Đó, và nhấn phím F12 để lưu văn bản này. Copy xong lập tức lưu luôn. Đặt tên là văn bản mẫu, đây là mẫu thẻ. Mẫu thẻ hay mẫu sticker. Mẫu thẻ, nhấn chọn Save.
Lưu xong văn bản mẫu rồi bắt đầu soạn thảo. Ở đây là gì ạ? Văn bản mẫu dạng nhãn. Bài 21 cô hướng dẫn bạn tạo các nhãn này. Bây giờ các nhãn này có sẵn rồi, không phải tạo nhãn nữa. Và chọn luôn mailing và gì ạ? Chọn step mail, start mail. Đó. Sau đó chọn step by step. Chọn cho cô label, bảng, văn bản mẫu dạng bảng phải chọn label, đừng quên bước này. Và chọn next next. Lập tức Word sẽ gì ạ? Bắt bạn dừng lại. Dừng lại và hỏi bạn nhãn có kích thước như thế nào. Bảo tôi ok chọn nhãn nghĩa là bạn sẽ gì ạ? Nhãn có sẵn rồi, sẽ không đặt kích thước như là cô hướng dẫn bài 21 nữa. Mà bạn sẽ chọn, lập tức bạn phải chọn ok. Bước này chọn ok. Bước tiếp theo bạn sẽ chọn cancel. Nghĩa là gì? Đọc kỹ ở đây, bất kỳ một bảng bảng cảnh báo nào hiện lên phải đọc kỹ. Ở đây Word đang nói gì? Nếu bạn ok thì bạn sẽ lấy label theo mặc định của Word. Nhưng bạn sẽ nói gì ạ? Xin cảm ơn, tôi không lấy và chọn cancel đi. Và nhãn của mình vẫn nguyên. Và bước tiếp theo là chọn browse hoặc là gì ạ? Select recipient như nhau. Chọn browse và gì ạ? Mở văn bản danh sách. Văn bản danh sách để ở đâu? Đặt ở đâu thì phải tìm đúng đó. Cô để ở trong thư mục download. Và cô để ở gì ạ? Tiếp thư mục tin học. Và danh sách của cô có tên là STT. Chọn Open. Khi mở như thế này, theo kiểu browse sẽ hiện lên bảng như thế này để mình có thể check lại và làm mọi thứ ở đây. Tuy nhiên mình không làm gì cả. Chọn OK. Bước tiếp theo, click chuột tại vị trí cần chèn. Next, tiếp ở đây. Next. Chọn More Item để chèn trường. Số tự họ tên. Insert. Click chuột tại đây. Không chọn More Item nữa. Có thể gì ạ? Chọn Insert MG Field. Chọn gì ạ? Địa chỉ. Chọn xong rồi không cần chèn, tất cả 4 ô như thế này, hàng trăm người, cơ quan hàng nghìn người bạn chọn chèn từng ô này là bạn chết, đúng không ạ? Và bạn làm không đúng ý nghĩa, chèn chỉ một ô thôi, đúng không ạ? Sau đó update. Update ở đây, update label ở đây, update all label hoặc có thể chọn ở dưới này. Tất cả các label đã được update. Giả sử muốn gì ạ? Họ và tên là gì ạ? Không để in nghiêng nữa, bôi đen ô, Ctrl Y, hết nghiêng. Ctrl Y hết nghiêng không nhầm đúng không ạ? Hết nghiêng một ô rồi muốn update sang ô khác, chọn update all label. Chỉ chỉnh sửa đúng một ô. Đó, là xong. Và có nhận xét gì? Bao ô đằng sau có next records, ô đầu tiên không có. Đến đây rồi bạn có thể finish luôn. Và chọn edit individual luôn. Tuy nhiên đã mở sẵn độc thoại này rồi thì next cho hết, next. Next đến khi dạ, đến step 6 of 6 thì chọn Edit Individual Label. Và nhớ lúc chọn văn bản bao giờ cũng xuất hiện cửa sổ Merge to New. Và nhớ phải chọn gì? Ở đây muốn gì ạ? Một nhãn thì chọn từ đâu đến đâu? Một to một. In thử thì phải chọn một năm to năm, bảy to bảy. Chứ không để Ctrl P được đâu nhá. Nhắc nhiều lần rồi đấy. Sau này làm phòng đào tạo là phải chuẩn, mới chuẩn chỉ mấy việc này. Và đây bạn đang làm bài thi, chọn luôn chọn ôn. Ôn, ok. Đó. Đây là văn bản lần trộn đầu tiên của label. Label sẽ hiện lên gì? Label 1, lần trộn label đầu tiên. Và tiếp theo gì ạ? Trộn xong rồi phải đóng văn bản mẫu lại. Đóng, đọc văn bản kết quả lại, save, chọn save. Và đặt tên văn bản này là gì? À, kết quả. Đó, save là xong. Tiếp theo đóng văn bản mẫu lại, đóng văn bản mẫu và cũng chọn save. Bước đóng văn bản mẫu này rất quan trọng, đóng và chọn save thì mới được 1,5 điểm, nếu không bạn sẽ mất điểm trộn văn bản. Đó. Tiếp theo mình sẽ quay về bài câu tiếp theo là trộn dạng thư. Trộn này giấy mời đúng không ạ? Văn bản mẫu dạng giấy mời. Ở đây, sau đó tiến hành gì ạ? Sao chép và trộn như thế này, trộn các thư mời. Và yêu cầu bao nhiêu? Có yêu cầu không? Có yêu cầu giả gì ạ? Mỗi giả sử mình yêu cầu là 3 thư mời trên một trang, 3 giấy mời hoặc 5 giấy mời chẳng hạn. Đó, mình quay về bài của mình. Văn bản đề thi. Copy danh sách xong rồi, copy văn bản mẫu ra để trộn. Ở đây giả sử copy một lần nữa văn bản mẫu ở đây. Ctrl C. Mở văn bản mới. Ctrl V. Cô share lại cho bạn văn bản mới. Dán copy sang văn bản mới rồi, đúng không ạ? Là phải lập tức lưu luôn. File save as hoặc gì ạ? Nhấn phím F12. Và đặt tên, đặt đúng thư mục của mình. Đặt tên là gì ạ? Lưu lại nhá. Đặt tên là gì ạ? Giấy mời mẫu hay là văn bản mẫu?
Văn bản mẫu, chọn sếp. Lưu xong văn bản mẫu rồi, giờ đấy mới bắt đầu trộn. Ở đây là tạo tab đúng không? Tạo tab. Đó. À, bắt đầu trộn, mở văn bản mẫu, mailing chọn gì ạ? Trộn văn bản mẫu dạng letter, không phải là bảng thì sẽ trộn rất đơn giản. Thứ nhất, bước 1 mailing chọn select recipient, chọn you and its in list. Chọn ở đây và chọn đúng, tìm đúng danh sách của mình. Danh sách để ở đâu? Tìm đúng danh sách. Mở file danh sách vẫn là file nãy đúng không? Mình đặt lưu vào thư mục rồi, open. Open theo kiểu select recipient thì sẽ không báo gì. Nếu bạn mà Word báo là nghĩa là danh sách của bạn chưa chuẩn. Đó. Rồi, bước 1 mở danh sách, bước thứ 2 chọn gì ạ? À? Chèn trường, kích chuột tại vị trí cần chèn, trân trọng kính mời ông bà nhấn phím cách. Insert mở field chọn họ tên, tại địa chỉ ai chấm nhấn phím cách. Chọn gì ạ? À? Spacebar đúng không? Phím cách là spacebar đúng không? Spacebar. Chọn địa chỉ, xong, chèn xong trường rồi. Muốn gì ạ? Ở đây là bước thứ nhất, chèn xong trường rồi. Nếu bạn để như thế này, bạn chọn Finish và chọn Edit Individual, ok. Thì gì ạ? Văn bản danh sách có 3 người sẽ hiện lên 3 giấy mời và 3 giấy mời đó nằm trên 3 trang khác nhau. Và bạn muốn 3 giấy mời đều ở trên một trang. Thì bước tiếp theo, sau khi chèn trường sẽ copy giấy mời. Chèn xong trường mới copy, nhớ nhé. Ctrl C, ở đây Enter xuống, đúng không ạ? Ctrl V, dán giấy mời. Tiếp tục muốn dán thêm giấy mời nữa, Ctrl V, muốn dán thêm nữa, Ctrl V. Giả sử có 4 giấy mời như vậy, như cô đang copy ở đây. Cô tạo ra gì ạ? 4 giấy mời như thế này, trên một trang như thế này. Tạo ra 4 giấy rồi, thì nếu bạn để thế này vẫn chưa được. Phải đặt lệnh Next Record ở đây. Next Record ở đây sẽ đặt được gì ạ? Có gì đây? Có 4 giấy mời, sẽ có 3 Next Record. Số Next Record sẽ bằng số giấy mời trừ đi 1. Kích chuột tại đây, giả sử cuối giấy mời 1, chọn gì ạ? Rule. Nếu không bạn không nhìn thấy chữ rule hiển thị, bạn có thể gì? Bấm tại đây, rule, dấu hỏi, biểu tượng dấu hỏi, chọn Next Record. Rồi, tiếp theo gì ạ? Kích chuột tại đây và gì ạ? Chọn rule, Next Record. Tiếp tục ở đây cũng vậy, chọn rule, Next Record. Ở đây có gì ạ? Có 1, 3, 4 giấy mời sẽ có 3 next. Đó, 4 giấy mời sẽ có 3 next. Số next record sẽ bằng số giấy mời trừ đi 1. 1, 2, 3 rồi, xong. Cuối 1, cuối 2 và cuối giấy 3. Cuối giấy 4 không có. Rồi, sau khi trộn xong rồi, bạn sẽ chọn Finish và chọn Edit Individual. Tuy nhiên ở đây cô muốn nói để các bạn nào tư duy hơn, bạn có thể tạo gì? Tạo giấy mời này trong một ô. Bạn muốn 4 giấy mời trên một một trang thì bạn sẽ tạo bảng biểu có 4 ô. Vào ô đầu tiên bạn điền giấy mời vào, sau đó bạn trộn. Nhưng đi thi bạn nên để Next Record cho cô vì là người chấm thi có thể người ta hơi khó tính thì người ta sẽ không. Bạn chọn Update On Label giống lúc nãy, có tự làm được không? Thử tự làm. Thử tự làm. Đó. Ví dụ một giấy mời đây có 4 giấy mời trên một trang đúng không? Trên một trang đó thì bạn cứ để đi, để insert table bảng biểu có 4 ô, có một cột thôi và có 4 dòng đúng không nhỉ? 4 dòng và giấy mời bạn sẽ gì ạ? Giấy mời đầu tiên bạn sẽ copy vào ô đầu tiên và ba giấy mời đằng sau để trống và bạn chọn label để trộn, trộn theo kiểu trộn label. Đó. Thử đi. Ok, có gì thì liên lạc lại với cô. Được không ạ? Và gì ạ? Update on label lập tức next record sẽ tự động hiện lên chứ không phải đặt như thế này. Thông thường một trang cũng chỉ có 5 giấy mời thôi mà, thì số next cũng chỉ 4 thôi. Vì vậy là bạn đi thi bạn nên làm như cách cô đang hướng dẫn ở đây. Nghĩa là không tạo bảng biểu mà cứ sau khi trộn xong trường rồi thì copy ra làm 4 giấy mời. Và 4 giấy mời sẽ có 3 next. Next thứ nhất ở cuối giấy 11, next thứ hai ở cuối giấy 12, next thứ ba ở cuối giấy mời 13. Có 4 next, 4 giấy mời sẽ có 3 next. Thứ nhất, nhắc lại, thứ nhất là cuối giấy 11, cuối giấy 12, cuối giấy 13 chỉ có 3 thôi. 4 giấy mời là có 3 next records, đúng không ạ? Đó. Chọn xong như thế này rồi thì chọn Finish, chọn Edit Individual. Nhớ số next records sẽ bằng số giấy mời trừ đi 1. Ok, đấy là kết thúc việc trộn. Đây là gì ạ? Nó tự động hiện lên file letter 2. Mình đóng file này lại và chọn Save. Và gì ạ? Đã trộn. Kết quả giấy mời, hay là đặt tên là kết quả giấy mời đi, chọn save. Đó, cô có tội là nói chưa gọn gàng đúng không? Cô sẽ sửa dần.
Ok, rồi đóng xong và đóng lưu tiếp văn bản mẫu, chọn save để lưu vào. Đó, chọn save để lưu vào. Tiếp theo là gì ạ? Chọn save để lưu. Và tiếp theo bạn sẽ gì ạ? Mở thư mục cho cô. Giả sử cô quay lại màn hình này cho đỡ tối. Giả sử khi đi chấm thi, người ta sẽ mở thư mục của bạn ra. Mở thư mục của bạn ra, giả sử thư mục của cô ở đây, mở thư mục của bạn ra, nhắc lại thôi, hôm trước nói rồi, bài trộn văn bản nói rồi, mở thư mục của bạn ra và người ta check xem khi bạn trộn văn bản thì kết thúc trong bài thi Word của bạn sẽ có 4 file, thứ nhất là file đề thi, thứ hai là gì ạ, file văn bản danh sách, thứ ba file văn bản mẫu và thứ tư là file kết quả, nhớ chưa ạ, có 4 file tất cả, một đề thi, hai file danh sách, ba file văn bản mẫu, bốn là file văn bản kết quả. Người ta thường quan tâm đến file đề thi là đầu tiên. Đó. Người ta sẽ mở file đề thi ra. File đề thi của bạn mà chuẩn giống như file mà gì ạ? Như tờ giấy mà bạn được nhận thì bạn được 2,5 điểm. Đẹp như vậy, được 2,5 điểm. Và tiếp theo người ta sẽ bước tiếp theo sẽ mở văn bản mẫu. Mở văn bản mẫu ra. Đây, cô đang mở văn bản mẫu cho bạn đây. Đó, sẽ hiện lên hồn tiền thiệu thoại này và người ta sẽ chọn yes. Đó, xuất hiện file này và có next record, có họ tên như thế này thì bạn mới được 1,5 điểm nữa là 4. Đó, tương tự như vậy, giả sử tiếp theo cũng mở file mẫu thẻ đúng không? Mẫu thẻ ở đây. Giả sử mẫu thẻ đây. Mẫu thẻ. Cô tìm file mẫu thẻ lúc nãy đâu? Đâu, đây. Giả sử người ta sẽ mở file mẫu thẻ và cũng xuất hiện cửa sổ này. Bạn nhìn kỹ nha, chọn Yes. Đó, kích vào đây thì sẽ đen như thế này và không hiện lên Next Record và các cái trường nữa. Đó, có thể thế này hoặc là kiểu hiển thị giống lúc nãy. Không sao, kiểu nào cũng đúng. Và hiển thị như thế này rồi, bạn sẽ được gì? Bấm vào đây, tự đen là bạn thêm 1,5 điểm. 2,5 điểm, file đề thi trình bày đẹp giống như file đề thi đã được nhận. Và thứ hai là gì ạ? Là được 2,5 điểm. Và thứ tiếp theo là gì ạ? Mở file văn bản mẫu ra, kết quả như cô đang hiển thị ở đây. Đó, kích vào đây màn hình đen. Kích vào đây, phần này là đen chứ không phải như văn bản kết quả kích vào không đen đâu. Thì bạn cộng thêm 1,5 điểm nữa là bạn được 4 điểm. Vì vậy bạn sẽ được gì? Tổng điểm Word là gì? Đạt tối đa. Ok, cô xin dừng video này tại đây. Cảm ơn các bạn. Đó, mình sẽ sang gì ạ? Phần Excel.